dành cho những chị nào mà mình có đang vào xem cái livestream này và chia sẻ cái livestream này cho em ha. Rồi mọi người ơi, chị nào mà mình đang coi em thì mình chấm và chấm cho em thoải cho các chị nha. Hôm nay là em sẽ tiếp tục là lên livestream để tặng những cái mẫu đầm vô cùng cao cấp cho các chị. Và mẫu đầm em tặng cho các chị là bảo đảm ở ngoài là không có bán đâu nha. Tại vì đồ này là đồ mà bên em tự thiết kế. Và bình thường thì bên em bán cái mẫu đầm mà em đang mặc á giá là 600.000. Nhưng duy nhất ngày hôm nay em sẽ tặng free cho các chị luôn. Tặng free không tốn tiền nhận đầm luôn nha các chị nha. Tiền ship bên em sẽ chịu hoàn toàn cho các chị luôn. Chỉ cần là mấy chị vào mấy chị xem livestream và chia sẻ livestream cho em thật là nhiều hội nhóm thôi. Đó, mấy chị thấy là đó giờ là không có bất kỳ cái chỗ nào, không có bất kỳ shop nào mà chơi game mà chịu tiền ship hết đúng không? Có thể là họ tặng quà cho mọi người thật, nhưng mà tiền ship mọi người bỏ ra là phải tầm 50 đến 100 ngàn lần. Đó, thì bên em là chịu hoàn toàn tiền ship cho các chị. Tại vì là hệ đội ngũ nhân viên shipper của em rất là nhiều, cho nên là em muốn tạo điều kiện tối đa cho các chị luôn. Chỉ cần là mình vào xem livestream là mọi người nhiệt tình chia sẻ livestream cho shop thì shop cũng sẽ nhiệt tình tặng quà cho mọi người ha. Quà thì shop không có thiếu đâu, chỉ quan trọng là